Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2023, tại chùa Hồi Long, xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Long Trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu tôn tạo chùa, 5 năm thành lập trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long, động thổ xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và công bố quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng Chư Tôn Đức Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu khai mạc và tóm tắt quá trình 15 năm xây dựng, tôn tạo Chùa Hồi Long, Sư Cô Trụ Trì Thích Đàm Ngoan cho biết, Chùa Hồi Long được xây dựng vào thời Lý, trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1986, nhân dân trong làng đã phục dựng ngôi cổ tự, với ý nguyện xây dựng lại nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa, đem giáo lý tốt đẹp của Đức Phật đến với mọi người. Được sự quan tâm của các cấp, năm 2009, Chùa Hồi Long đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo. Đến nay, chùa đã xây dựng hoàn thành ngôi tam bảo, lầu chuông, nhà khách phía Tây, san lấp mặt bằng, xây tường rào, khu nội tự. Trung tâm Từ thiện Xã hội Chùa Hồi Long trực thuộc Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được thành lập từ cuối năm 2018. Hiện tại, đang nuôi dưỡng hỗ trợ hàng trăm trẻ em mồ côi, kinh phí hoạt động từ nguồn xã hội hóa. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao bằng khen cho Sư Cô Thích Đàm Ngoan. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhận cái bằng khen cao quý như thế này. Và hôm nay lại được nhận bằng khen và được các hòa thượng của Trung ương cũng như là lãnh đạo các cấp và nhân dân về động viên ủng hộ và cái sự xúc động thực sự là dâng trào. Nên là Sư Ngoan quyết tâm sẽ nối tiếp và nỗ lực tiếp tục cố gắng tu tập thật tốt và những gì mình đang khiếm khuyết chưa học được Sư Ngoan lại tiếp tục học và những việc thiện nguyện sẽ tiếp tục thiện nguyện, đặc biệt là đối với một chức sắc tôn giáo lại là một công dân đất Việt thì sẽ cố gắng tuân thủ với pháp luật hiện hành của Việt Nam và sẽ khuyến khích nhân dân cùng làm như vậy. Dịp này, chùa cũng khởi công xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, các hạng mục phụ trợ và hệ thống giao thông còn lại. Phát biểu tại đại lễ, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tán thán công đức của Sư Cô trụ trì trong việc xây dựng và công tác từ thiện xã hội. Cuối buổi lễ, Chư Tôn Đức cùng quý đại biểu đã thực hiện nghi lễ niêm hương bạch Phật và động thổ xây dựng đại tượng Quán Thế Âm.